Ngày hôm nay Nokia 7.2 đã chính thức lên kệ và sẵn sàng phục vụ người dùng tại thị trường Việt Nam với nhiều ưu đãi. Đây là sản phẩm được chính thức được trình làng tại triển lãm IFA 2019 và là mẫu điện thoại kế nhiệm của Nokia 7.1 ra mắt hồi năm 2018. Nokia 7.2 có một số nâng cấp quan trọng là tích hợp cảm biến camera 48 megapixel. Đây chắc chắn là một bổ sung khá hấp dẫn. Ngoài ra còn rất nhiều điểm cải tiến mới khác và ngay bây giờ mời các bạn cùng theo dõi những đánh giá từ các chuyên gia công nghệ nhé. Theo tôi thấy là điện thoại Nokia 7.2 kỳ này có một cái thiết kế ấn tượng, các cạnh rất là liền mạch và đặc biệt là mặt lưng với một cái thiết kế ít bám vân tay hơn. Nó tương tự như là iPhone 11 Pro và mình hoàn toàn bất ngờ về cái điều này. Về tính năng thì nếu mà chiếc điện thoại này sử dụng Android 10 ngay khi phát hành thì sẽ rất là tốt. Tuy nhiên đối với cái việc mà Nokia sẽ cập nhật cái hệ điều hành này trong vòng 2 năm thì mình nghĩ đây không phải là vấn đề vì trong tương lai thì chúng ta sẽ sử dụng được Android 10. Mặc dù sử dụng một cái con chip không mới nhưng mà cái hiệu năng của nó vẫn là ổn trong cái phân khúc smartphone cận cao cấp. Và đặc biệt là mới mức giá chỉ 6.190.000 đồng thì mình nghĩ là thị trường sẽ đón nhận tích cực hơn. Tại vì Nokia vốn dĩ là có thương hiệu cũng như là có sở hữu một cái cụm 3 camera phía sau và thiết kế thì cực kỳ tốt. Hà đứng về mọc nhiếp ảnh thì Hà rất là quan tâm vấn đề về camera. Thì đặc biệt là Nokia đã bắt tay cùng với hãng Zei là một cái hãng chuyên về thiết kế và sản xuất những cái ống kính trở về quang học. Zei đã bắt tay và cùng với Nokia để có một những cái sản phẩm. Thì đây là một cái phân khúc tầm trung và với một cái giá tiền có khoảng hơn 6 triệu thôi các bạn. Mà Hà có một cái trải nghiệm thì Hà đặc biệt Hà ấn tượng nhất là hai chức năng. Thứ nhất là các bạn biết là Hà chuyên về mảng chân dung thì Hà có những cái hình chân dung rất là ấn tượng, giống như là Hà xài cái ống kính giống như là ống kính huyền thoại là 85 1.2 1.4 200mm2 để cái phần sau xóa phông lung linh. Thì Hòa đã có một cái trải nghiệm thì các bạn có biết là Hòa vừa có những cái tấm hình chân dung rất là ấn tượng khi mà và đặc biệt là khi mà Hòa chuyển sang chế độ chân dung á thì lập tức là cái thuật toán của cái phần mềm của cái camera đó sẽ nhận ra diện ra gương mặt và họ không cần phải focus vô đó là sẽ xuất hiện ra cái phần focus đó và sẵn sao xóa phông. Và thêm một cái nữa là một mà mình cực kỳ thích đối với một chiếc ảnh gia thì khi các bạn chụp hình ảnh và về đêm á các bạn thì ống kính Zei là một ống kính của Đức thì khả năng chụp đêm khử nôi rất là tốt. Đó là một cái mà họ cực kỳ ấn tượng khi mà họ chụp thì họ có những tấm hình có thể là rất là ấn tượng các bạn khi mà chụp cái bản quảng cáo. Thường thường các bạn thấy quảng cáo á, bản quảng cáo bằng chụp cảnh thường thì đối có cái bản quảng cáo vô thì nó sẽ bị cháy hết và không đọc được. Sau khi họ chụp xong họ zoom lên họ đọc được hết tất cả chuyện. Đó là một cái điều mà Hòa cực kỳ ấn tượng với tầm trung các bạn, quan trọng nhất là tầm trung. Hòa đang mong chờ Nokia để Hòa hân hạnh được trải nghiệm một cái dòng máy cao cấp hơn. Tại vì Hòa thì tất nhiên là một chiếc ảnh gia thì mình đòi hỏi một cái chất lượng cao hơn nữa. Thì hy vọng sắp tới thì Hòa sẽ có một cái trên tay và Hòa sẽ trải nghiệm bằng một cái dòng máy cao cấp để có những cái chất lượng nhất. Các bạn hãy chờ xem nhé.